Hello, xin chào mọi người. Bây giờ thì đã là mùa đông mùa đất rồi và cảm giác của mình đối với mùa đông mùa đất thì rất là buồn. Mọi thứ hầu như là trầm cảm từ phương tiện, con người, cảnh vật rất là im lặng và man mác buồn. Và hôm nay thì đã là ngày thứ năm của mình ở Đức rồi và mình rất là nhớ nhà, bạn bè, thầy cô và nước Việt Nam và nhân dịp 20 tháng 11 sắp tới. Mình có một ca khúc muốn gửi tới toàn bộ các thầy cô, anh chị và bạn bè ở trung tâm Davy, và ca khúc này cũng thay cho lời cảm ơn của em tới mọi người đã cùng nhau sát cánh trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua rất là khó khăn. Nhưng chúng ta đã có rất là nhiều kỷ niệm và quan trọng hơn là các thầy cô, anh chị đã cho chúng em được rất là nhiều những cái hành trang tốt để chúng em có thể hội nhập được bước đầu ở Đức. Rất là tuyệt vời. Và em xin chúc mọi người thành công, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Và sau đây xin phép mời mọi người lắng nghe ca khúc của em nhé. Cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho
nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi thắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.